Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 năm Mạng. Năm 2022 thì vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu như vũ bão. Vâng, xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vận mệnh của mỗi người không phải được quyết định bởi chúng ta, mà ai cũng biết rõ ràng rằng nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần thì sẽ giúp cho bạn biết được công danh, sự nghiệp, sức khỏe và tình duyên của bạn như thế nào. Từ đó, biết cách phát huy những điều tốt, hạn chế những điều xấu. Và nội dung trong video ngày hôm nay mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt với kinh nghiệm dày dặn xây dựng nên. Thưa quý vị, xem tử vi là một thói quen của rất nhiều người trước khi mà bước sang năm mới. Việc xem tử vi cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần sẽ giúp cho bạn biết trước được thiên cơ, biết trước được những điều để chúng ta có thể thay đổi trong tương lai, có cách xử trí kịp thời, giúp cho quý vị xu cát tị hung, từ đó thâu thu may mắn và tài lộc đến với mình. Trong phần video ngày hôm nay thì thầy Gia Cát cũng đưa ra các phương pháp hóa giải lá số tử vi cực kỳ chuẩn xác và hiệu quả. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận giải về lá số tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2022 nhâm dần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022 nam mạng có vận trình tương đối tốt, đặc biệt về sự nghiệp và quan hệ xã giao. Sao hoa cái sẽ giúp cho tuổi Tuất gặp được rất nhiều quý nhân và các cơ hội việc làm. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022, nam mạng, hung cát, hung vận, bạch hổ, phi liêm, cát vận, hoa cái, tam hợp. Tổng quan, tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022, nam mạng, có vận trình tương đối tốt, đặc biệt về sự nghiệp và quan hệ xã giao, sao hoa cái sẽ giúp cho tuổi Tuất gặp được nhiều quý nhân và các cơ hội việc làm, thậm chí có thể thăng quan, tiến chức. Tuy nhiên, vì có sao bạch hổ phi liêm can thiệp cho nên về tài vận và sức khỏe của bạn sẽ bị tổn hại. Tuổi này cần phải hết sức cẩn thận. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy tử vi khuyên gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng. Hãy luôn mang theo bên mình một chiếc kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là vật phẩm phong thủy chuyên hóa giải và kích vận thái tuế của năm, đặc biệt cho gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 lại được hợp với thái tuế. Vậy nên, để được ngài tương trợ, hãy luôn mang theo bên mình một chiếc kim bài thái tuế đặt trong ví, ốp điện thoại để nghênh đón thái tuế hóa giải vận hạn của năm. Sự nghiệp đánh giá năm sao. Vận sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cũng rất suôn sẻ, được thúc đẩy bởi thái tuế và sao hoa cái. Những người năm 2 tuổi này có thể vượt qua được những hạn chế trong công việc và đạt được sự phát triển lớn hơn. Đặc biệt, khả năng lãnh đạo của một số người ở nơi công sở càng được nâng cao. Bạn có thể tạo dựng được uy tín của bản thân và được cấp dưới tôn trọng. Việc thưởng phạt cũng dễ, không quá hà khắc. Vì vậy, càng sẽ có nhiều người trung thành sẵn sàng đi theo bạn. Tài vận đánh giá 3 sao. Năm 2022, vận trình tài lộc của bạn có chiều đi xuống. Tuy rằng tam hợp thái tuế mang đến nhiều may mắn, nhưng vì có hung tinh bạch hổ tấn công cho nên tài lộc không tăng mà lại giảm. Không chỉ riêng thu nhập mà cả về mặt chi tiêu của Canh Tuất cũng gia tăng nhiều hơn. Bạn có thể hao phí tiền tài để chữa bệnh, điều này cũng gây ảnh hưởng đến tài lộc rất lớn. Vì vậy, người tuổi Canh Tuất nên chú ý đến vấn đề của mình nhiều hơn, đồng thời chú ý tăng thu nhập, giảm chi tiêu, không nên quá xa hoa, lãng phí. Nếu không, sẽ tạo nên rất nhiều căng thẳng về tài chính. Để vấn đề sự nghiệp và quan vận được hanh thông, các chuyên gia phong thủy tử vi khuyên người Canh Tuất sinh năm 1970 hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ có được cơ may, bình an. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp cho gia chủ tránh xa được tà ma, ngã quỷ đeo bám, giúp cho đường quan vận tài lộc vượng tiến trong năm 2022 nhâm dần và những năm tiếp theo. Tình cảm đánh giá 5 sao.
Vận trình tình cảm của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 năm nay tương đối ổn định. Không khí trong gia đình bạn rất yên ấm, hòa hợp, ít khi xuất hiện mâu thuẫn hay xung đột. Cho nên dù là tình cảm, tình thân vợ chồng hay là tình thân của người thân trong gia đình đều phát triển hài hòa. Với những người lớn tuổi độc thân, đây cũng là một năm có hạnh vận cho tình duyên của bạn. Trong năm 2022 Nhâm Dần, mặt quan hệ xã giao của Canh Tuất khá lý tưởng, đặc biệt là những người lớn tuổi đức cao vọng trọng sẽ có cơ hội gặp gỡ với những người cùng chí hướng. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Vận sức khỏe của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Nhâm Dần 2022 có thể sẽ kém hơn, mặc dù bạn được bảo vệ bởi các sao may mắn trong năm Dần. Tuy nhiên, xét về khía cạnh an toàn cá nhân, vẫn khó có thể chống lại được sự xâm lược của Bạch Hổ và Phi Liêm. Do đó mà ốm đau bệnh tật liên miên xuất hiện, khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy thân thể không khỏe hoặc có tai nạn ngoài ý muốn. Khuyên người này cần phải bảo vệ sức khỏe của bản thân mình cẩn thận, chăm chỉ rèn luyện, ăn uống điều độ sẽ tốt hơn. Sức khỏe là quan trọng nhất với mỗi chúng ta. Có sức khỏe là có tất cả. Vậy nên để tăng cường sức khỏe và tình duyên với gia chủ tuổi Canh Tuất, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Vòng được thiết kế sử dụng bộ tam hợp quý nhân của tuổi Tuất để tăng cường sức khỏe và tình duyên. Khi mang vòng theo bên mình, sẽ được quý thần tương trợ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong công việc gia đình cũng như quan hệ xã hội. Khi các mối quan hệ được hòa hợp, mọi việc sẽ được suôn sẻ, hành thông thuận lợi, mở rộng mối quan hệ giúp gia tăng khả năng giao tiếp, từ đó con đường quan vận sự nghiệp sẽ hành thông thuận lợi. Tài lộc ắt sẽ tự đến. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng trong năm 2022 của tuổi này được tính theo các khí tiết cụ thể như sau. Tháng 1, thời gian từ 4 tháng 2 năm 2022 đến 5 tháng 3 năm 2022. Đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022 nam mạng. Có vận mệnh trong tháng đầu năm mới năm 2022 khá tốt. Dưới bầu không khí tân xuân, vui tươi rộn rã, lại nhờ có quan hệ tam hợp nâng đỡ, cho nên hầu hết những người tuổi này đều gặp may mắn trong mọi mặt, làm gì cũng hành thông thuận lợi. Đồng thời, bạn có thể sẽ gặp lại những người bạn cũ nhiều năm rồi không gặp, nhờ vậy mà niềm vui càng được nhân đôi, nhân ba. Tháng 2, thời gian từ 5 tháng 3 năm 2022 đến 5 tháng 4 năm 2022. Đánh giá 5 sao. Vận trình sức khỏe của bạn trong tháng 2 âm lịch không được tốt, bị sao hung tinh gây ảnh hưởng. Bạn dễ mắc phải nhiều bệnh tật, thậm chí trong quá trình hoạt động thường ngày cũng mắc phải nhiều nguy cơ tổn thương thân thể. Vì vậy, Canh Tuất cần phải thật chú ý đến an toàn bản thân, tuyệt đối không được chủ quan và coi nhẹ những nguy cơ xảy ra tai nạn trước mắt. Tháng 3, thời gian từ 5 tháng 4 năm 2022 đến 5 tháng 5 năm 2022. Đánh giá 3 sao. Tài lộc trong gia đình của người tuổi Tuất sinh năm 1970 tương đối êm ấm trong tháng này. Trong tháng này với sự trợ giúp của chính tài, tình cảm của Canh Tuất năm 2 tuổi với nửa kia rất hài hòa, vợ chồng luôn có những chủ đề bất tận và cũng có thể cùng nhau chia sẻ những điều thú vị khác nhau trong cuộc sống. Nhờ vậy, không khí gia đình rất vui vẻ, thoải mái. Mối quan hệ cha mẹ con cái cũng vậy, dù có nhiều khoảng cách thế hệ, nhưng điều quan trọng là hai bên đều hiểu và thông cảm cho nhau. Vì vậy, mối quan hệ của gia đình bạn trong tháng 3 sẽ trở nên rất hòa thuận, hạnh phúc, khiến cho người khác phải ghen tị. Tháng 4, thời gian từ 5 tháng 5 năm 2022 đến 6 tháng 6 năm 2022, đánh giá 2 sao. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022 nam mạng, nhận thấy tài lộc tháng này của bản mệnh không mấy khả quan, do bị hung tinh Bạch Hổ tác động. Tuổi Canh Tuất sẽ gặp nhiều rủi ro, khủng hoảng trong tháng, dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng. Trong phương diện tụ tài, nhiều người vì hay khoe khoang của cải mà khiến cho người khác ghen tị, kẻ xấu thèm khát, dẫn đến trường hợp bị hao hụt bất cắp. Bởi vậy, con giáp này cần phải chú ý bảo vệ tốt đồ đạc tài sản của mình, kiếm được tiền cũng chớ vội khoe ra, nên khiêm nhường mà sống. Tháng 5, thời gian từ 6 tháng 6 năm 2022 đến 7 tháng 7 năm 2022, đánh giá 3 sao. Vận thế tháng 5 của bạn ở mức trung bình, hiếm khi phát sinh chuyện quá tốt hay quá xấu,
không gặp nhiều bất ngờ trong cuộc sống. Tuy vậy, Canh Tuất đừng quá buồn phiền. Mặc dù vậy, bạn cũng đừng quá buồn phiền. Dù vận thế bằng phẳng, nhưng hiếm khi lại có được khoảng thời gian thanh nhàn như lúc này. Bạn có thể tranh thủ để hưởng thụ sự yên bình này. Tuổi 1970 có thể tranh thủ thời gian đi ra ngoài chơi cùng với bạn bè để giải tỏa tâm trạng. Tháng 6, thời gian từ 7 tháng 7 năm 2022 đến 7 tháng 8 năm 2022, đánh giá 5 sao. Vận sự nghiệp của người tuổi Tuất trong tháng này tương đối lạc quan. Với sự giúp đỡ của hoa cái cát tinh, tuổi Tuất có sự nghiệp tiến triển liên tục, có cơ hội nâng cao uy tín và danh dự của bản thân. Bên cạnh đó, hiệu quả công việc cũng tăng cao. Nếu bạn có thể giữ được phong độ này dài lâu, thì cuối tháng còn có thể sẽ được thăng chức tăng lương. Tháng 7, thời gian từ 7 tháng 8 năm 2022 đến 7 tháng 9 năm 2022, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022 nam mạng, có tinh thần rất tốt trong tháng 7 âm lịch, bởi lúc này bạn không bị tác động bởi nhiều hoàn cảnh bên ngoài. Hơn nữa, thái tuế bảo hộ cũng giúp cho bạn trở nên vui tươi, giàu sức sống hơn. Thái độ sống vô cùng tích cực, vì thế dù gặp chuyện gì cũng rất suôn sẻ, thuận lợi, cho nên các phương diện khác cũng sẽ ổn định và khấm khá dần lên, hiếm khi xảy ra biến cố. Tháng 8, thời gian từ 7 tháng 9 năm 2022 đến 8 tháng 10 năm 2022, đánh giá 2 sao. Trong tháng 8 này, các mối quan hệ cá nhân của tuổi Tuất xảy ra chuyện không hay. Bị bạch hổ hung tinh chiếu mệnh, bạn dễ bị kẻ xấu ghen ghét mưu hại, cho nên vận khí giảm sút, quan hệ với mọi người cũng chuyển xấu hơn. Bởi vậy, người tuổi này nên thận trọng với hung tinh và những trò xấu của tiểu nhân, kẻo gây cản trở, nặng nề cho vận trình trong tháng. Tháng 9, thời gian từ 8 tháng 10 năm 2022 đến 7 tháng 11 năm 2022, đánh giá 5 sao. Vận thế của người tuổi năm 1970, nam mạng, tiếp tục may mắn trở lại trong tháng 9 âm lịch. Được cát tinh bảo hộ, Canh Tuất có sự nghiệp rất tốt, thu nhập chính có phần nhỉnh hơn so với tháng trước, đồng thời có thể nhận được những khoản thưởng bất ngờ từ công ty. Tháng 10, thời gian từ 7 tháng 11 năm 2022 đến 7 tháng 12 năm 2022, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2022 nam mạng, tương đối nhàn nhã. Lúc này lượng công việc không nhiều, vận trình sự nghiệp tương đối hanh thông, cũng có thể có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm những việc mình thích. Vì vậy, bản mệnh có thể tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để đi chơi, dạo phố, không chỉ để thư giãn mà còn để mở rộng tầm nhìn. Tháng 11, thời gian từ 7 tháng 12 năm 2022 đến 5 tháng 1 năm 2023, đánh giá 4 sao. Mặt quan hệ xã giao của bạn trong tháng 11 âm lịch khá tốt, được thái tuế yểm trợ. Người này có nhân vượng, thường gặp được người hợp tính mình. Đặc biệt, nữ mệnh có thể gặp được những người hơn tuổi có chung sở thích với mình. Tháng 12, thời gian từ 5 tháng 1 năm 2023 đến 4 tháng 2 năm 2023, đánh giá 3 sao. Canh Tuất vào tháng 12 âm lịch năm 2022 khá bận rộn. Do thời điểm cuối năm, những người tuổi Tuất có vô số việc nhà để làm, vì vậy bạn có thể sẽ bận rộn trong tháng này. Tuy nhiên, dù bận đến đâu cũng phải chú ý nghỉ ngơi, dù sao tuổi tác ngày càng cao, thể lực cũng không được như trước. Cho nên, bạn cần phải chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi trong cuộc sống hàng ngày và đừng để bản thân làm việc quá sức. Nếu việc nhà quá nặng nhọc, bạn hãy cứ để cho con cháu trong nhà làm. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng trong năm 2022. Và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được chúng ta cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm Nhâm Dần 2022, phải không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào theo dõi kênh, cùng với đó là chọn vào tín hiệu quả chuông ở bên góc phải màn hình để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.